Cậu ba, sao cổng chạy vô trỏng, có chuyện gì xảy ra không? Anh ở đây mới có chuyện xảy ra chứ. Cậu ba ơi, chị Trâm á, chỉ còn độc thân á cậu. Vậy sao? Ui da, chuyện gì vậy Trâm? Bé Trâm bị mũi chết. Anh có dầu xanh à, đưa anh xức cho bé. À, thôi được rồi cậu, cậu biết chỗ nào đâu mà xức. Trời ơi, con mũi không có lương tâm. Cái đùi con người ta trắng vậy đó mà nó nở nào nó lấy kim nó chích vô được hả? Ước gì anh cũng là con muỗi, lúc đó anh cũng lấy kim anh chích em. Ui da, tổ cha mày muỗi đực, mấy con muỗi đực mày muốn gặp tao là rút kim vô hết nghe chị mày, tập bẻ kim mày nè con. Gãy rồi, giết mày.